Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Thuật Thể Thao. Thưa quý vị và các bạn, song song với giải cúp C1 châu Âu thì sân chơi Europa League cũng sẽ khởi tranh trong tuần này với các trận đấu trong khuôn khổ vòng đầu tiên. Đội bóng nhận được sự quan tâm lớn nhất ở sân chơi số 2 châu Âu, đương nhiên là Manchester United. Mới đây, Manchester United đã công bố danh sách 25 cầu thủ tham gia tranh tài ở sân chơi này. Tất cả các tân binh của đội bóng này đều được đăng ký. Trong khi đó, hai cầu thủ là Harry Maguire và Ronaldo cũng có tên. Mục tiêu của Manchester United ở sân chơi này là giành chức vô địch. Ngay ở trận ra quân, Manchester United sẽ đối đầu với đội bóng đến từ Tây Ban Nha là Real Sociedad. Đây là đối thủ tương đối khó chịu, nhưng với phong độ cao của mình trong thời gian gần đây, Quỷ Đỏ hoàn toàn có thể giành trọn 3 điểm. Lịch thi đấu cụ thể của vòng 1 Europa League mùa giải 2022-2023 như sau. Trong ngày 8 tháng 9 sẽ diễn ra các trận đấu như sau. Vào lúc 23:45 sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu: PSV gặp Bodo Glimt, Zurich gặp Arsenal, Fenerbahce đối đầu với Dynamo Kiev, Ludogorets gặp AS Roma, AEK Larnaca đối đầu với Rennes, Malmö đọ sức với Braga, HJK đọ sức với Betis, Union Berlin đối đầu với Union SG. Ở khung 2 giờ ngày 9 tháng 9 sẽ đồng loạt diễn ra các trận đấu giữa Lazio với Feyenoord, Manchester United đối đầu với Real Sociedad, Crovena Zvezda đối đầu với Monaco, Ferencváros đọ sức với Trabzonspor, Omonia đọ sức với Serif, Tumgrat đối đầu với Midtjylland, Nantes đọ sức với Olympiacos, Freiburg đối đầu với Karabakh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.